Rồi, hộp vít Milky từ Mỹ về. Thì một cái hộp như thế này nó là 15 món. 15 BH2 và nó 500 nó siêu hit luôn nha anh em. Đây là nó độ cứng nó lên đến 50 luôn. Nhân 50 so với độ cứng của cái BH2 ngoài thị trường ha. Thì cái hộp như thế này nó là 300.000. 15 mũi. Mình xé ra ha. Anh em mua lẻ thì xem hết cái video. Anh em nào lấy cái món nào cộng lại thì em báo giá. Đây. Đây, BH2. Đây. Hết độ dưới ha anh em ha. Đây. Rồi, 15.000 20.000 một mũi. Một hộp này là 300.000. Rồi, tiếp đến nữa thì BH2 này nó là ở trong bọc này. Nó là dài 9 cm và 30k một cây ha. Trên thị trường thì nó bán khoảng 60k ha. Còn mình bán mình về số lượng cũng nhiều. Bán 30k một cây. Thì cái này nó nhỏ và nó tròn ha, để cho anh em đúc vào những cái lỗ sâu. Rồi tiếp nữa thì cái này nó là dài 50k, cái này người ta bán cả 100.000 một cây. Đấy, anh em nào quan tâm gồm khoảng 50 cây ha. Đấy, nhiều lắm nhiều. Đây, mình về hộp như thế này ha. Đây. Rồi, đây nữa. Đây là vuông. Vuông thì 15.000. Vuông 3 nha. 15.000 một cây của Milky. Còn đây là cái lục giác. Đây, lục giác T25. 50.000 một cây. Siêu cứng nha. Rồi, cảm ơn anh em.